Tự nhiên thấy mẫu Magic Bros S600 này hot hot mấy hôm nay thì khá là nhiều bác hỏi. Và em nhập về xem qua thì cũng hot thật, bởi vì tầm 10 đến 13 củ mà đã sở hữu tay Deluxe của Simon Claris này. Khung sườn nhôm bản dệt không mối hàn rất là đẹp, càng phục cũng là không mối hàn luôn. Ghi đông cũng là ghi đông đầu cá mập siêu đẹp luôn. Rồi đùm thì là đùm bạc đạn cối nổ của ARC, 6 bạc đạn. Bộ đùi đĩa trục rỗng cao cấp luôn, thông số là 3450T của đùi. Clip 8 tầng có thông số là 1128T. Những cái chi tiết nhỏ như kiểu yên đồ nó làm cũng rất là đẹp. Và thương hiệu Magic Bros thời gian gần đây cũng rất là nổi tiếng, bởi vì bản chất là bán giá tốt thì là nổi tiếng thôi. Quảng cáo một chút là bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí đến mức giá tốt hơn thị trường. Và mời các bác phần review chi tiết. Về khung càng, xe sử dụng khung hợp kim nhôm đã được xử lý mối hàn ở điểm này và ở điểm này. Thiết kế của nó là khí đồng học xe gió giống như khung carbon luôn, rất là đẹp. Nếu mà không nhìn các cái mối nối ở phần sau này, đây là mối hàn của nhôm, thì dễ dàng nhầm lẫn đây là carbon, bởi vì là thiết kế thực sự là siêu đẹp luôn, rất là nuột nà. Đề can thương hiệu là Magic Bros, mã hiệu là S600, và chất nhôm của em nó là nhôm 7005. Nhôm này ưu điểm nó sẽ cứng cáp hơn nhôm 6061, tuy nhiên nhược điểm nó sẽ nặng hơn 6061 một chút. Phía trên khung có thêm một cái tem của thị trường Nhật này, có tem BA là tem chất lượng cao của Nhật. Về size số thì em nó có 3 size. Size 48 dòng ngang là 51, chuẩn cho chiều cao từ 1m56 đến tầm 1m66. Size 50 dòng ngang của nó là 52,5, chuẩn cho chiều cao từ 1m66 đến tầm 1m76. Và size thứ 3 là size 51, dòng ngang của nó là 54, chuẩn cho chiều cao từ tầm 1m74 đến tầm 1m84 là đi vừa. Phải nói là Magic Bros là một cái hãng không phải quá đắt tiền, nhưng mà khi nào cũng làm được nhiều size nhất có thể luôn. Các hãng khác thường chỉ làm 46, 48 hoặc là 47, 49 thôi. Còn em này lúc nào cũng làm hẳn 3 size luôn cho các bác dễ lựa chọn. Về lỗ chờ phía sau thì tất nhiên dòng đua đắt tiền sẽ không có lỗ chờ phía trên. Dưới này có thêm một cái lỗ chờ nhưng mà cũng chả để làm gì. Càng nhôm của nó là càng nhôm không mối hàn, rất là đẹp luôn. Dây đi âm hết vào trong và đi ra chỗ đàn này, xong đi xuống chỗ đàn này, rất là gọn gàng. Và nhôm thì khả năng hấp thu lực nó sẽ kém chút, tuy nhiên được cái là nó nhẹ và nó không bị rỉ. Nó ưu điểm hơn thằng thép chỗ đấy, còn so với thằng carbon thì tất nhiên nó không thể bằng được. Rồi tiếp theo là lỗ chờ để bắt chân chống phía sau nó cũng không có luôn. Tuy nhiên khung nhôm ấy thì các bác có thể dễ dàng bắt chân chống kẹp khung từ đây xuống đây được, hoặc là cái chỗ này nó làm bản dẹt thì các bác có thể lắp một cái chân chống kẹp ở đoạn này thôi là cũng đủ chắc chắn rồi. Còn một lựa chọn nữa là mình có thể lắp chân chống lắp vào cái trục ti bật phía sau cũng rất là ok. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một bộ đùm của ARC rất là ngon. Cái hãng này thì quá là nổi tiếng rồi. Nó chạy hai bạc trước, bốn bạc sau cho độ trơn là mắc có thể. Và cái bạc của nó được che chắn rất là cẩn thận luôn. Nó sử dụng trục chốt mở nhanh cả trước cả sau để dễ dàng mở ra sửa chữa bảo dưỡng. Nan sơn tính điện màu đen, chân nan inox để chống rỉ. Vành nhôm hai lớp dày của Magic Bros và nó dày khoảng tầm 4 cm. Sử dụng van là van FV. Sau này các bác đi mua sang lưu ý là mua FV từ 60 trở lên, bởi vì đây là vành 4 phân rồi. Và cái này nó không quá phổ biến, thành ra các bác nên dùng một cái chuyển đầu van hoặc dùng đầu bơm đa năng. Lốp của nó sử dụng lốp của Kenda của Đài Loan có thông số là 728C, tức là đường kính tổng sẽ là xấp xỉ 700mm và độ rồng bánh của nó sẽ là 28mm. Con số 28 này cũng là thể hiện cho việc độ rồng bánh. 622 tức là đường kính trong của lốp, đồng thời là đường kính ngoài của vành. Và áp suất lốp của nó bơm mắc đến 90 psi, quy ra là 6,3 cân, thường tầm 5 đến 6 cân là ok. Và đây là vân lốp của nó, vân lốp của xe đua. Đây là đùm sau của nó, tất nhiên là đùm của ARC luôn rồi, phải đồng bộ. Và nó chạy 4 bạc đạn, 2 bạc của côn trục và 2 bạc của gối thả. Và nó sử dụng cối cao cấp Shimano Hacker và đồng thời nó là cối nổ luôn. Sau đây em sẽ test về tiếng cối nổ. Về bộ truyền động, xe sử dụng một đôi bê-đan có vỏ ngoài bằng nhôm, vỏ trong bằng nhựa, trục cốt thép và chạy bậc trượt. Cơ cấu này có độ ổn định cực kỳ là cao luôn, độ bền rơi vào tầm 8 đến 10.000 cây. Hai bên có thêm hai cái vệt phản quang này và cái này thiết kế khá là bám dày luôn, có cái răng cưa ở đây. Một bộ đùi làm bằng nhôm 2 tầng có thông số là 3450T của hãng Sulen và mã của nó là RHEA, nó làm nó viết khá là cách điệu. Cái đùi thiết kế khá là vuông vắn, trông rất là khỏe khoắn này. Ổ của nó là ổ rỗng cao cấp sử dụng BB vặn gạt trước của Shimano Claris R2000. Xích của nó là xích của KMC luôn, rất là đầu tư, xích này là ngon rồi, xích của Đài Loan. Củ sau của Claris R2000 và clip của nó là clip của L2 có thông số là 1128T, giống giống kiểu Sugrek ấy và của ATA đấy.
tay đề lắc của Claris rất là ngon. Nói chung đồ của Shimano thì siêu ngon rồi. Cái này gọi là tay lắc một lưỡi. Gạt này là nó về số, cái này là nó lên số này. Bên này thì tương tự như thế, một cái lên một cái về, và nó dùng rất là ổn định và bền bỉ. Gần như bán đồ của Shimano thì không phải bảo hành bao giờ. Về phanh, xe đủ hệ thống phanh đĩa cơ và có tay phanh tích hợp trong tay đề lắc của Claris. Có độ chắc thì miễn bàn rồi, vì nó không rơ thì bóp nó rất là chắc tay. Và lực phanh của nó cũng khá là nhẹ luôn. Củ của nó là củ cơ nhưng mà là củ cao cấp nhé, không phải là củ tiêu chuẩn như em hay review. Củ cao cấp là như nào? Khi bóp bóp phanh này thì cả hai má nó đều tịnh tiến vào, nó giống như củ phanh dầu ấy. Còn cái củ tiêu chuẩn ấy thì khi bóp ấy, chỉ có một má phía bên này nó tịnh tiến vào thôi, còn một má bên kia là má tĩnh, tức là má đây là má nằm yên, thì củ đấy nó rẻ, củ đấy nó chỉ bằng 1/3 giá của cái củ này thôi. Thực sự chất lượng củ này rất là ổn rồi, có khi em đánh giá nó còn hơn cái củ dầu ấy, bởi vì củ dầu mà không nên nó hay rò dầu cũng phiền. Củ này thì nó nặng hơn củ dầu một chút thôi, tuy nhiên là nó ổn định rất là cao luôn. Nó giống như kiểu của mấy thằng da đấy kép ngày xưa em hay bán ấy, gần như chả phải bảo hành bao giờ. Cái má của nó cũng siêu bền luôn, bền như kiểu má của phanh dầu, rơi vào được tầm 15-20.000 cây. Đĩa phanh của nó là phi 160 tiêu chuẩn cả trước cả sau luôn. Về thống lái, xe được trang bị một ghi đông làm bằng nhôm đầu cá mập siêu đẹp luôn. Chỗ này còn làm gân guốc lên rất là khỏe khoắn. Chỗ ngoài này thì bo nhẹ, trông rất là mềm mại luôn. Và đặc biệt là một cái dây cuốn của nó cầm siêu êm luôn. Phải êm hơn mấy con xe em hay review tầm 25-30 củ đấy. Chả biết là Magic nó đặt của bên nào. Chén cổ của nó là đệm nhựa này, bởi vì dây đi âm thì chỗ này nó làm đệm nhựa hết. Cọc yên nhôm bản dẹt xé gió siêu đẹp luôn. Cái khóa cọc yên thì ở đây dùng cái lục 4mm để siết được, rất là dễ dàng. Cái form biên của nó như em khen từ đầu cũng rất là đẹp luôn. Độ dày ở mức tốt, có ránh giữa và chất da tốt. Và nó ốp nhìn trông rất là tinh, các cái góc cạnh của nó rất là khỏe. Cuối cùng là về khối lượng, em nói nặng là 11,9 cân, chưa tính bê đan. Về bảo hành là khung 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê đan, và có ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Và bên em có yêu cầu cọc trước một ít chi phí vận chuyển. Quà tặng đi kèm sẽ có gá nước, bình nước, khóa 4 số. Ngoài ra sẽ tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Tuy nhiên lắp em xe này thì rất là nhàn, bởi vì phần đầu nó đã lắp sẵn rồi. Mình chỉ cần lắp bánh trước và bê đan nữa luôn. Đề số gần như cũng không cần phải hiệu chỉnh mấy, bởi vì nhà máy nó lắp siêu chuẩn rồi. Nó đóng vào một cái hộp siêu to, giống như cái xe đắt tiền ấy. Rồi cảm ơn các bác xem hết video, và cuối video sẽ để danh sách các màu để các bác tham khảo thêm nhé.